một cây bưởi da xanh trồng theo kiểu tự nhiên tại Campuchia. Ở đây là vùng gần với biển Hồ, và cây bưởi này được trồng khoảng 6 năm rồi. Cây cũng không lớn lắm nhưng mà trái rất nhiều. Và theo như chủ nói rằng cây này chưa từng dùng thuốc trừ sâu, trồng theo kiểu hoàn toàn tự nhiên. Và theo đánh giá như vậy thì bưởi da xanh có vẻ cực kỳ thích hợp với vùng đất ở đây. Nhưng mà ở vùng này thì người ta chưa có trồng bưởi da xanh gì. Chỉ có chủ vườn này là người Việt cho nên mang bưởi da xanh từ Việt Nam qua để trồng ở đây. So với những cây bưởi da xanh ở Việt Nam thì cây bưởi này cũng không có gì ấn tượng, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà điều tôi quan tâm nhất là chính chủ của nó nói rằng hoàn toàn không dùng một chút thuốc trừ sâu nào. Đó là điều quá đặc biệt so với những cây bưởi ở Việt Nam.